đi luôn xong rồi đấy, đi xong rồi lúc đầu là em định tránh nó, là tự nhiên nó đột xuất nó không đi được, nó bảo là anh cứ lấy xe em mà đi. Thế em định chạy thẳng từ Hà Nội vào Quảng Ngãi là đón đầu bọn nó để đi luôn. Từ Hà Nội Quảng Ngãi đâu, trong đêm đâu. Tại vì lúc đấy là định trong đêm, là sáng sau. Chưa? Chào một tay lắm. Bên đường anh đá con rắn này ra mà nó chết đấy. Cả con rắn như kiểu rắn mai ấy. Nào. Cái số rắn mai không... Cái số rắn mai không... Vâng, đúng rồi. Đấy, giáo quả là chắc lại không có sóng rồi. Ôi, chỗ bảng riêng này là tao không biết. Đấy. Nó cứ tỉnh hỏi lại gọi mấy người không có sóng nó bị điện chứ không gọi được. Cái này là không mu bơ mu hả? Cháu từ ra từ Hà Nội ấy, nó đi cháu đi cả tuần để tắm. Ví dụ luôn phải chắc đầy xuống giật số 1 như kiểu mình đang âm côn đấy. Chứ đường này nó mưa được. Sáng thì nhưng mà đúng rồi, bây giờ lên trên chỗ tà sùa nó có mây nhiều, đến rồi nhá. Mà tiền nó thì nó tiền lên này. Dạ. Hàng là tiết tiền là phải lo. Cái đội hay leo núi thì giới thiệu nhau mà. Cái này là chỗ này là chua. Mà là chỗ đi đi ra các cháu đi điểm 1, điểm 2. Cái này để mai tiền cân hai người. Xem là cháu đi được hay không nên nó... Đấy mới đồ ăn cho cả 4 người đấy thôi. Đấy chứ còn đồ anh thì bọn anh tự vác được. Thì lần này em cứ chịu khó đi 2 đoàn rồi đúng không? Đúng không? Đi 3-4 đoàn rồi. Đấy hay là em vứt ra rồi. Thôi lần gì cứ cút. Thì không có chi vứt ra. Thì mà... Quên tầm đến. Anh... Thôi quay phim lại đi anh, trên đường đói vãi. Mẹ cũng sao lúc đấy còn mỏng mà còn áo luôn lên chỗ qua cái bách nó cũng lạnh hết. Lạnh vãi. Mày em tí ngủ còn đấy bác. Cháu nhé. Bố đấy, ngủ giờ này luôn đợi. Ngủ giờ này. Vâng, thế giống mày. Trái bắn lên cái em phải tập tự giới thiệu về bản thân đi. Phóng viên còn hỏi cái kiểu. Thank you.